Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Gem, khám phá những điều kỳ thú. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn thấy hay và thú vị thì hãy comment cũng như chia sẻ và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vị trí địa lý cũng như du lịch đảo Bali. Các bạn nào nhiều tiền muốn đi du lịch Bali thì đừng bỏ qua video này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về vị trí địa lý. Bali là tên của một hòn đảo của tỉnh Indonesia. Tỉnh này bao gồm đảo chính Bali và một hòn đảo nhỏ lân cận. Đáng chú ý là Nusa Penida, Nusa Lembongan và Nusa Sendirian. Nó tọa lạc tại cực tây quần đảo Sunda nhỏ nằm giữa Java phía tây và Lombok ở phía đông. Thủ đô Bali Denpasar nằm ở miền nam đảo Bali. Về diện tích là 5.780 km2. Chiều rộng tối đa 80 km, dân số là 4,22 triệu người vào năm 2012. Thực sự với mình Bali thì quá đẹp rồi, không có từ ngữ nào hay bức ảnh nào mà mình chụp có thể nói lên được hết vẻ đẹp của Bali. Chính vì vậy nên mình quyết định chia sẻ 15 điểm check-in tuyệt đẹp khi du lịch tại Bali cho các bạn. Điểm check-in đầu tiên là cổng trời Bali. Cổng trời Bali này thuộc điền thiên của Pula Lembongan. Luhu nằm trên núi Pulagan ở hướng đông Bali, cách trung tâm Ubud khoảng 90 km. Nơi đây là một trong 9 ngôi đền chính cổ nhất còn sót lại trên núi cao, với họa tiết hoa văn trang trí tinh tế tỉ mỉ, mang ý nghĩa Phật giáo cũng như nền văn hóa đặc trưng của người dân Bali. Để đến được với cổng trời Bali này, bạn phải vượt qua 1.700 bậc thang. Vì vậy, đền Pula Lembongan Luhu còn được biết đến với tên là ngôi đền nghìn bậc. Thường thì bạn phải mất khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ để đến được khu đền thượng, nơi giao thoa giữa con người và thần linh. Để giữ tôn nghiêm chốn linh thiêng, bạn bắt buộc phải cuốn khăn sarong trước khi vào đền. Cung đường trên nước Tita Ganga nằm ở phía đông của đảo Bali, thuộc sở hữu của hoàng tộc Klan Gassem và thực sự là nơi hấp dẫn cho du khách để ghé thăm. Tita Ganga từng là nơi ở của hoàng gia theo nghĩa đen, nó có nghĩa là nước từ sông Hằng, mang nghĩa tôn giáo với những người theo đạo Hindu. Ngôi đền này được tạo thành từ nhiều hồ bơi, đài phun nước, các tác phẩm chầm, khắc đá và cả những khu vườn. Thứ ba, vách đá cao ở bãi Kalenkin, từng được TripAdvisor và CNN đưa vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới. Bãi biển Kalenkin nổi tiếng với vách đá dựng đứng giống như hình dáng khủng long T-Rex. Con sông cao 2-3 mét là chuyện bình thường, vì thế nếu đứng không vững, người tắm chỉ bị cuốn ra xa. Chính vì thế mà Kalenkin được dân du lịch mạo hiểm đánh giá là một trong những bãi biển nguy hiểm nhất ở Indonesia. Thứ tư, vịnh nước mắt quỷ David Trey Bay, thực chất là một vách đá bị sóng biển bào mòn tạo thành hốc lớn. Đến đây, nhiều du khách sẽ bị choáng ngợp bởi từng đợt sóng đánh vào vịnh theo hình tròn cung. Lưu ý là bạn không nên đứng quá gần mực mép biển vì đá dễ lở và sóng biển rất lớn. Điểm check-in thứ năm là Bali Swing. Bali Swing là một trò đu dây được nối ở hai chân đầu thang cây, nhưng hãy yên tâm là bạn còn được trang bị cả dây bảo hộ nữa nhé. Nếu bạn đủ can đảm để trải nghiệm thì trò chơi Bali Swing quả là một tuyệt vời đến với bạn tận hưởng. Vì thiết kế đơn giản, gọn nhẹ nên chiếc xích đu có thể bay cao rất xa, bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục bởi cảnh vật thiên nhiên nơi đây và có nhiều ảnh đẹp để mang về sau chuyến du lịch tại Bali. Thứ 6, đường mòn Kampuhan Rail Works. Điểm đến du lịch Bali không thể bỏ qua con đường mòn Kampuhan Rail Works. Nằm ngay tại trung tâm Ubud, đây là nơi cho ra đời những tấm ảnh sông ảo đẹp nhất. Tuy chỉ là một con đường mòn, nhưng Kampuhan Rail Works khá dài và có khung cảnh vô cùng nên thơ. Đi dọc con đường mòn thơ mộng, hai bên là cỏ cây xanh ngắt, không khí trong lành, ngắm mặt trời dần dần xuống ngay trước mắt. Thứ 7, ruộng bậc thang Tegalagan nằm ở phía bắc làng Tegalagan, Bali. Ruộng bậc thang thu hút khách du lịch với màu xanh ngút ngàn và những loài cây mang nhiều mùi thơm như cây đinh hương và quế. Đến đây, bạn sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi vẻ đẹp của nó.
những thủ rừng hòa quyện của mây trời tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ tựa như chốn tiên cảnh. Thứ 8, đền Suối Thiên. Đền Suối Thiên là một ngôi đền Hindu nằm ở làng Manikaga, quận Tampa City, Zanja, cách thủ phủ Denshara khoảng 40 km về phía đông bắc. Tên gọi của đền trong tiếng địa phương có nghĩa là suối nước thánh. Ở khu vực trung tâm của Titan Empire có một ao nước thánh không bao giờ cạn, do nước được cung cấp liên tục từ những mạch ngầm dưới đáy. Ngôi đền có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của con người dân địa phương ở nơi đây. Thứ 9, đền Uluwatu nằm cách thị trấn trung tâm Kuta chừng 50 km. Uluwatu là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Bali, nằm tọa lạc trên vách núi gồ ghề ven biển, được xây dựng từ thế kỷ 11. Ngôi đền mang nét đặc trưng kiến trúc của Bali với các tầng mái lợp, lá cọ, đen nhánh chồng xếp lên nhau. Điều ấn tượng nhất là vị trí trên ven giữa trời đất tạo vẻ đẹp hùng vĩ, mê ảo và những con sóng vỗ vào vách đá. Đây cũng là một nơi rất thích hợp để ngắm mặt trời lặn trên biển. Điểm check-in thứ 10 là đền Tanalot, là một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở Bali. Đền Tanalot thu hút hàng triệu du khách trong và nước ngoài mỗi năm. Ngôi đền được xây dựng trên đỉnh của một hòn đá khổng lồ giữa bốn bề biển xanh và cách bờ biển Pura Tanalot bởi một lối đi nhỏ. Đặc biệt, ngôi đền này giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Bali. 11 Broken Beach trông như một cổng tò vò khổng lồ ngăn cách biển bên ngoài với hồ nước xanh tự nhiên ngắt ở bên trong. Phía dưới Broken là dải tàn tích được mài mòn theo thời gian bởi những con sóng. Xung quanh miền hố Broken không có lan bảo vệ thì cũng nên cẩn thận khi đến sát mép, an toàn là trên hết nhé. 12 Angkor Balilong nằm gần Broken Beach. Angkor Billabong giống như một hồ bơi tự nhiên nằm giữa khe vách đá chứa đầy nước biển do sóng đánh lên. Nước ở đây có màu xanh lục rất đẹp, nằm thả mình trong hồ nước vô cực giữa thiên nhiên thế này là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến du lịch Bali. Điểm check-in thứ 13, Diamond Beach được thiên nhiên ưu ái với bãi cát trắng phẳng dài, được vách núi cao ôm tròn hình cánh cung. Ngoài bãi biển đẹp, ở Diamond sẽ có một cầu thang dẫn bạn xuống biển. Những bậc thang này cũng là một góc sống ảo thần thánh cho bạn những bức ảnh đẹp sau chuyến đi. Điểm check-in thứ 14, thác Pe Jon Jang là thác nước mát tự nhiên từ vách núi đổ xuống biển qua một cái hồ bằng đá. Pe Jon Jang sở hữu cảnh khá đẹp, đến đây bạn sẽ phải đi dọc một chuyến cầu thang khá dài và hẹp ở lưng chừng các vách đá. 15 Truy Hâu, ngôi nhà trên cây nằm ở Nusa Penida, Bali. Ngôi nhà trên cây nằm ở Nusa Penida, Bali. Để đến đây bạn có thể xuất phát từ bến cảng Tozapeka ở Nusa Penida. Và rồi mình cũng giới thiệu cho các bạn 15 địa điểm check-in tuyệt vời ở Bali. Nếu các bạn thấy hay và thú vị, hãy chia sẻ, comment và đừng quên cho mình một lượt đăng ký nhé.